Cái này thì cái miếng mà chồng em nói mua gì đây không có tặng gì sao, tặng cái nón bảo hiểm Ecomore. Bắt đèn lên chị dạ, tắt bẻ xuống á. Hi, thưa xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Việt Nam. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của The nha. Mời cô chú anh chị ăn cơm chiều gia đình em nha. Bữa nay ăn cá chiên nè, canh chua. Em bé đã phập phồng kìa. Em bé ra ngoài đút cho ăn cơm kìa. Bon lẹ đi con, lạnh ngắt rồi sao con ăn đi con. Con nhai lẹ ra, con nhai thấy chậm quá vậy. Cha bé heo ăn bún vậy. Xin đi gạo bây giờ. Giờ anh phát ăn bún lắm. Người ta ăn cơm mà chồng em thì ăn bún. Phát ăn bún. Giỡn á. Ăn đi, cá là thích. Ấy là xích bỏ đi. Chị ba ăn cơm. Chị ba ăn cơm kìa. Bây giờ kêu chị ba ăn cơm. Mày nói cười dữ. Rồi nãy giờ tưởng đâu khóc không à. Tại lúc nãy là ăn cơm xong rồi. Rồi em với cha bé heo chở bé heo đi khám bệnh đó cô chú. Tại vì nó hay bị đau bụng nè. Mỗi lần ăn vô hay là uống sữa vô á là nó đau bụng, cho nên đi khám coi nó bị cái gì. Nhiều khi nhìn nó đau bụng mà mình không biết nói gì sao. Thể mà ăn vô một chén cháo cũng đau bụng, mà uống vô một hộp sữa cũng đau bụng, cho nên bữa nay em chở đi khám. Ở chỗ khám này là mình phải đi ra bắt số trước á cô chú. Hồi nãy em điện cho nhỏ cháu em đi làm về ghé ngang để bắt số rồi, chứ không thôi đợi biết chừng nào rất là đông luôn. Bác sĩ này dễ thương lắm, thương em bé lắm luôn á cô chú. Bé heo ra đây nó chơi nè ông bà cô chú. Nó hay ăn bị đau bụng, hay bị đau bụng á, cho nên em đi khám thử coi sao. Bác sĩ này hay lắm. Rất là đông luôn. Xem thêm cái nhà nhỏ ở đây nữa ha. Ở trước nhỏ xíu à. Mà năm nay em về rộng ra thêm mà đông, có chỗ ngồi chờ này kia nữa. Cái lúc này là khám xong rồi, mình đi ra ngoài đợi người ta kêu tên đằng lấy thuốc á cô chú. Lấy thuốc xong rồi em về em ghé nhà chị Tư. Nói với chị Tư, anh Tư là ngày mai đi về quê vậy đó. Tại vì anh chị đi làm không à. Sáng thì 3 giờ mấy đi làm sớm rồi. Chiều thì có bữa về sớm, có bữa về cũng tối hù luôn, tùy theo hàng ít hàng nhiều. Lúc này đã tới nhà chị Tư, anh Tư rồi. Kêu con bé heo là thưa chị Tư, dưỡng Tư là ngày mai mình đi về quê. Nó không chịu thưa, tại vì nó không có muốn về quê. Ở trên nhà chị ba em thì có máy lạnh này kia, nó mát á cô chú, nó không có bị ngứa. Về nhà bà ngoại thì quạt gió không mà nó nói quạt gió quạt ga lửa, nó nóng nó ngứa thành ra nó không có chịu về. Cái nó không chịu thưa, nó nghĩ là không có thưa là sẽ không có về đó, cho nên kêu nó hoài luôn mà nó không có chịu thưa á cô chú. Không phải ở trên này, ở chỗ nào mà có máy lạnh là nó đi, nó không chịu về. Tại vì nó bé heo á, nó thích lạnh, nóng nực là nó ngứa nó không chịu được, nó khóc là sùm hết trơn. Em đi lên đây thì bữa nào chị Tư cũng kêu ra nhà chị Tư ăn cơm, rồi chị ba cũng kêu lên nhà chị ba ăn cơm. Ghét rồi không biết đi đâu, cái em nói thôi ở nhà chị ba ngủ thì ăn ở nhà chị ba đi. Bữa nay thì em về view một chút nhà của chị ba em nghe cô chú. Ở bên ngoài thì có cái ghế xích đu thì em bữa em cũng có quay rồi. Đó, trước chị đây. Giờ mình đi tiến vào bên trong. Bên đây thì hình hai vợ chồng ta tình tứ đó. Mấy cái tranh này toàn bộ là chị ba em thiêu không đó cô chú. Thiêu không à. Tranh mẹ Phật Quan Âm đồ này kia là chị em thiêu. Ở trước cửa buồng nè, bên đây cũng vậy. Nè bên đây là con gái chị ba em nhỏ lớn nè, với hình con đó đó. Nó. Cái này thì cái miếng mà cái miếng chanh mã đáo thành công này là người ta tặng lúc mà ăn tăng gia nhà. Năm nay lại nhà chỉ là được 10 năm rồi đó cô chú. Mấy hình phạt này là của anh rể em á. Của ai tặng cho anh á, thỉnh về tặng đó cô chú. Đây, đây là hình bà ngoại em nè. Hồi đó đám cưới nhỏ con chị ba em á cô chú, là ngoại em rồi cô chú. Ngoại em đó. Đây là bác Xui, mẹ của anh ba em. Đây là nhỏ cháu em, hai chồng nó đúc đám cưới đó nè.
hình bên đây là hình mẹ em với hình chị ba em nè. Đó, lúc đám cưới đó nó chụp đó. Ngoại ba, ngoại ruột, ngoại ba đó trong đây đó nè. Mà tối rồi nhìn nó mờ. Em mở cửa kiến ra đây. Ai vô. Nè. Đó, ba em đó, mẹ em đó. Em trai đó đó. Em trai này bữa trên Sài Gòn em dẫn lên gọi đó công bà cô chú. Ở đây mẹ em nè. Lúc đi Châu Đốc mẹ em chụp tấm hình. Bên đây cũng hình ngày xưa gì nè. Bức tranh này chị em cũng mới vừa thiêu xong nè. Chị em rảnh ở nhà thiêu, vừa giữ cháo vừa thiêu á cô chú. Nè, hai mẹ con á nè. Hai mẹ con lúc đám cưới nhỏ con chị Sáu em. Đây là đi vô trong buồng, đây có hai phòng. Bên đây là phòng của chị ba, bên đây là phòng của con trai chị. Hồi đó thì nhỏ con gái con Dung á, con cháu em á. Nó chưa đi có nhà thì ở đây nè. Giờ cha con mới heo đây chiếm phòng rồi nè ông bà cô chú. Đó, cái phòng cực ba lớn đây nè. Hồi đó hai chồng ở phòng này. Cha mẹ nó ở phòng bển. Giờ nó có nhà nó về, để nữa thằng em nó về đây cưới vợ ở đây. Đây tủ đồ nè, đồ này ngày xưa gì cũng để đây làm kỷ niệm đó. Mẹ con đó. Đây là cái nhà sau nè. Bên đó thì toilet. Đây thì đồ đạc tùm lum chưa nè ông bà cô chú ơi. Tủ chén nè. Dưới quê em là hay có tủ chén gì đó. Cái đồ nó đám tiệc gì lại cái mình lấy ra thuận tiện. Bên đây là xào đồ bật thường ngày. Đó, của bà cháu nó đó. Cái đòn này của thằng cháu rể em ở ngoài Thanh Hóa. Cháu rể em nó người Bắc. Nó ở ngoài Thanh Hóa cô chú. Vô đi làm á, người quen á. Đây thì nhà sau nè. Đó, nhà sau thì chỉ đơn giản vậy thôi. Xe tối đẩy vô đây. Ở đây cũng bị mắc đồ đó nghe ông bà cô chú. Bếp của chị em nè. Chị em tối ngày lau chùi vậy nè. Chị ba này nè. Nó kỹ lau chùi này lắm. Còn cái máy giặt. Cái áo này nè. Cô chú biết ở đâu ra không? Mẹ em may đó. Mẹ em may cho mỗi đứa con là một cái áo để gì nè. Mẹ em hỏi theo em may về Trung Quốc không? Mẹ may cho con cái. Em nói thôi mà công cực mẹ quá. Đó, giờ mỗi đứa con là mẹ may cho cái áo gì đó. Còn ở đây là bên kêu bằng cái chữ L gì nè. Đó, đồ đạc bên đây là dàn chén này. Mình rửa xong phơi đây. Khô cái mình đem vô trong nhà. Chỗ rửa chén đây. Xong rồi chén bát đó. Đây thì mình phơi đồ. Trời mưa rồi đem vô đây. Đi ra trước thì phơi trước chứ đâu bà cô chú. Đó, rộng cũng rộng. Hồi trước á, chị em làm công ty á, rồi cái vợ chồng con cái dành dụm á, mua được cái này hồi đó nó còn rẻ. Rồi cái xây lên xong rồi tới giờ này là hơn 10 năm nay rồi nè. Giờ chị ba em bệnh rồi đâu có đi làm được đâu. Chị thì bệnh hở quanh tim, chị Năm thì bệnh bú tim, không biết làm sao nữa. Rồi giờ có nên rẻ em đi làm mà làm công ty thì nghỉ hoài. Rồi giờ cây cột này nó bị ngã vô bên trong, chưa có sửa. Ở trước thì bữa em có quay rồi đó, đu đủ á cô chú. Quá trời đu đủ luôn. Bây giờ gia đình em chuẩn bị đi về quê cô chú ơi. Kìa thằng nhỏ đó bé bay nãy giờ đó. Về nghe bà gì về nghe bé bay con. Giỏi quá. Đi. Vợ chồng em tới Sóc Giang rồi cô chú. Sóc Giang ở đây có cái chùa của người dân tộc này, em cũng không có biết là kêu bằng chùa gì nữa. Hôm bữa em đi lên đó thì em thấy đang sửa chữa. Bây giờ thì có là cô chú nào. Hôm nay đậu rồi. Cô chú thật rất là to luôn. Về tới Gò Quao rồi, ghé đây mua kem với mua gà, thèm gà. Cái bé bồng bông. Dạ được rồi. Ngồi ghế ăn kem rồi đó. Ngon không con? Ngon không? Mua được gà cho bé heo à? Đi mua xe cho anh hai mà con em gái nó cứ đòi xe cho nó không mà ông bà cô chú ơi. Nó bảnh ba bốn chiếc xe hơi của em bé đó chị. Ừ, mà nói gì đó nó không chạy về đây cái đồi nữa rồi.
Kìa con chạy xe đó đi con. Chạy xe đó đi. Mẹ lựa xe cho anh hai nha. À, con chạy đây, có chừng té xuống đây nha. Chị ơi, chị bớt nữa đi em mua chị. Mẹ em mua lúc nào cũng rẻ em chơi em. Nó mẹ mua gì mất. Ừ. Cảm ơn nhiều luôn. Nha. Em làm YouTube mà. À. Cái mẫu này nè nó rẻ hơn cái mẫu này là 300. Cái đầu này em nhìn thấy khác em gây nè. Ừ. Con thấy rồi. Thì nó phù hợp cái này hơn. Em thấy rồi. Đó. Ở bển em chạy xe điện mấy chiếc mà nên em mấy chiếc. Ờ thì đó. Em cài rồi em biết rồi. Ừ. Đây là ha. Đây à. Ờ, cái đầu này nó cũng khác nè em. Ừ. Nó tốt hơn. Đúng rồi. Đây là ba xe nụ Việt Nam Tool. Đây là ba xe si Việt Nam Tool. Cửa xương mày vô đây là ta kỳ ba xe nụ. Ba xe nụ Trung Hoa xịn liền xe đua. Hả? Đây là hổ. Chồng em hả? Ờ, chồng em nói sợ nó bị mưa rồi xét á. Chồng em sợ xét. Cái này không xét mà. Không có xét. Cái đó là bằng inox chứ mà. Tha cho bộ khuyên đi à. Chồng em nói cho em, chồng em chạy thử. Ờ. Na đây, na chi ba. Không, để gắn chưa có ấn bệnh. Ờ, máy dầu tùy là. Chồng em biết đó, chồng nó chưa có gắn điện. Thuận ý rồi, sao ta na lại. Chồng em nói cho chạy thử được không? Được. Ờ, chạy thử đi. Gắn bệnh mới vô mới được. Ờ, chị gắn không mà là chồng gắn được đó. Chị gắn. À, chị kêu đi. Thì là em lấy cái chiếc màu đen hay gì em? Ờ, à, màu đen. Ơi, gì con? Ờ, à, con chạy đi, mẹ quay con nè. Con chạy không được hả? Sao mà không được? Bi Sành ơi, từ từ Bi Sành ơi, chạy xe người ta. Cái Duy Tường chạy thấp vậy được rồi đó. Duy Tường khứ gì mà? Để anh lắp cái bình điện vô á cô chú. Con gái ơi, đừng nhúc nhích cho chú chạy con gái ơi. Rồi măng gà kìa, khăn măng gà kìa té vậy nè. Qua nhà người ta lấy xe chạy cày cày luôn. Con gái em. Con gái em chạy xe cày cày luôn vậy. Em mà đó giờ mua xe chị này không nè cô chú. Hồi đó con em còn nhỏ mấy tháng, con mua ở đây, lớn lên cái mua ở đây. Xua đi bây giờ. Uống cái gì? Em khỏi đâu, em có ly nước của chú đây nè. Uống cái gì chị kêu? Chị kêu cho em một chai u long thôi. Hả? Ờ, tha hoa là. Được rồi chị. Anh ơi, chồng em hỏi á, mà cái bình điện á, là bảo hành được bao lâu? Sửa cái gì? Bảo chồng sửa cái gì? Dạ, tại vì bển em chạy xe điện không à? Dạ. Em ở bên Trung Quốc á. Ờ, xe này có Trung Quốc không nè? Bỏm chồng em định mua chiếc cái bển gửi về. Gửi về tiền phí thì nó nói nào nghe nó hơi cao nhưng mà nó bảo hành. Ừ. Bỏm người ta mua rồi đó, cái em không chịu cái đầu thu hồi lại trả cho người ta cái trả tiền phí hơn trăm mấy tệ nữa. Một trăm mấy tệ tiền chung, tính ra tiền Việt Nam mình là 500 mấy đó cô chú. Ờ. À. Đó em về em mua con em chiếc xe phải kiểu này mà dạng dạng gì nè, cũng 2 triệu mấy được đó, sinh nhật đó em mua cho nó giờ nó hư rồi. Dạ dạ rẻ, dễ mua đồ lắm anh ơi, gì cũng rẻ hết trơn á. Xe điện này có 1000 mấy tệ là tiền Việt Nam mình hơn 5 triệu à. Có nhiêu em? Dạ hơn 5 triệu Việt Nam mình à, 1000 mấy tệ. Mà ông chồng em mua rồi đó, em nói về tiền phí thì nó cao, thành ra em nói thôi mua đại ở đây đi. Mà trên lợt 5 triệu mấy, tính ra trên lợt cũng 5 triệu em ha. À, cũng nhiều đó.
tại vì Việt Nam mình không có sản xuất được, mua về tiền phơi thế má phí là tùm lum. Nên bởi người ta sản xuất cái gì, sản xuất cho cái gì cũng có cho rất là tiện dụng luôn. Đúng rồi, Hà Nội địa đó, mua chúng á, biết cách mua là hàng tốt chị em đó. Dạ em về qua Tết, em về hơn gần 2 tháng rồi nè. Ừ, 2 tháng rồi chứ, em về bữa 5 tay, bữa nay 7 tay về, 2 tháng rồi. Tính ra nó có phước anh, nó về tới Tết luôn á. Nó bên khỏi như trong như con lắm. Ừ. Em mua xe chỗ này mà từ lúc mà có chồng bên Việt Nam mà tới có chồng Trung Quốc chẳng mua xe ở đây. Chứ có chồng bên khỏi mà về đây cặp đồ đó. Ừ. Người ta phát hiện ra. Con dạ, con ngồi đàng hoàng xe nha con. Hồi em chạy xe điện về cho chồng em chạy xe đó. Chồng em nói mua gì đây không có tặng gì sao, tặng cái nón bảo hiểm Ecomod à. Không, tặng cái nón với chị tặng cái này luôn. Tặng cái kỹ cơ xung mỹ cơ này là Ecomod à. Hảo bảo hảo. Cái này khỏi gấp, mình đạp để mình đạp về cho nó. Ờ, anh đem bằng đạp về đi. À, khi nào về chồng em tự gắn. Không không. Khỏi gắn vô nó dướng lắm. Chờ tặng luôn. Ừ. Vô đây rồi mà. Chờ tấn tới vô mà. Vậy cho mình đi ăn được. Vô là tha cây, xem quay sao má nung này nung. Nó nung, xem này nung. Ờ, sẽ được đâu rồi quay được. Nung thấy mã phải là. Nhưng nó tự nó bè sổ nó mà. Chồng em nói gắn cái bàn đạp cho chồng em luôn chị ơi, anh ơi. Không gắn thì cũng đưa về chứ đâu, chị đâu có lấy nó. À. Nó khó nó tự luôn. Chồng nói mua về mẹ em khó á. Mẹ em khó lắm. Nhìn thấy mày đủ mà con. Cái chỗ sạc ở đây nè. Ừ. Ở đây có tiệm chị thôi, cháu em đồ, con anh trai em đồ mua ở đây không nói chị, em nói thiệt không nói dốc đâu. Tại mình quên á. Tại mình không có để ý, không có nhìn mặt lúc đó. Ừ. Đợt đó em về em mua cho con em chiếc xe treo đó đó. Ơi. Em đau bụng hả? Nào phân dầu chiên mo rồi bây giờ em đau bụng kìa. Chốt chiếc xe này cô chú ơi, đang ghép xong mà về. Chạy nó có kêu không nha. Ở bản chồng em mua cho em hai chiếc, chiếc chạy nó đầm mắm lắm, chiếc chạy trời đất ơi, nó kêu như là chó tha miễn dùi. Cái vàng lông của nó kêu á. Xe điện không á. Tại vì chị chạy xe đạp điện mà chị chưa hết pin mà chị sạc giết nó hư điện thoại cũng vậy. Cho nên em mua chạy chiếc này hết điện sạc chạy chiếc kia. Kêu gì ơi, cười lên. Cười lên. Dạ. Rồi dẫn xe ra. Con trai em hả? Con trai em tên Duy Tường. Duy. Đi sành xưa xưa đi. Chồng em chạy thử rồi. Mang giả. Te tha đi. Te tha xin xin đi, nó phái rồi. Ngồi vậy không đó, ở bển em chở nó ngồi vậy không đó. Ừ. Hai cha con chạy dữ rồi, hai cha con chạy dữ rồi. Ừ, nó ngồi vậy không. Nó ngồi ở bển em chở nó chạy gì không. Ờ. Tại vì chồng em gần xe cộ này lắm, bây giờ nhìn là biết chưa à. Mang dạ xe. Giờ xong rồi, đi về cô chú ơi. Dạ. Này nóng bảo hiểm xong rồi đó hả? Rồi cống bơm thì xong hết trơn đó chị. Rồi, em về nha anh chị ơi. Mang dạ bé bay gì đi về con. Bé bay gì đi. Phan Thái Hậu lại thưa gì con về. Thưa gì con về kìa Phan Thái Hậu lại. Ừ. Em về nha chị. Bây giờ thì em về tới bên cái phà ship rồi. Cô chú anh chị nhìn chiếc xe em được không cô chú anh chị? Cho em ý kiến chứ. Trong vận chuyển thì nó cũng hơi chạy một xíu. Bé heo phái lắm. Bé heo, bố nặng nung chưa vậy? Ừ?
Thầy tặng cái này mới vậy? Dậu, sao mai xưa này xưa tóc dậu. Xưa cơ. Em đi về tới nhà rồi mà mẹ đóng cửa đi đâu mất tiêu hết trơn. Mẹ với thằng Kha Di Tường đi học, mẹ Kha đâu không biết luôn cô chú. Phá cửa trơn vô nhà không được. Cha với heo chạy xe đi kiếm mà. Chạy xe đạp điện đi kiếm mà không biết kiếm tới đâu nữa. Rồi sao mà bà nào mà cha đi kiếm bà ngoại không gặp? Bữa nay tôi Kha đâu? Dẫn đi về cái gì á, con thấy anh ai Kha đâu? Kha hả? Chắc chở bà ngoại đâu. Vậy nói bà ngoại mà Thọ chở rồi giờ nói bà ngoại anh ai Kha chở đi đâu là làm sao? Hỏi xe biển đâu? Mày không? Mẹ thì mua xe con kìa, con lại chạy thử coi. Thích không? Chạy thử rồi được không? Chạy từ thôi nha. Chạy từ nha. Cảm ơn ba chưa? Có vô chìa khóa đâu chạy vậy, kệ thầy giáo sư ơi. Chạy vô từ thử thôi nha. Thôi anh hai chạy chưa gành, con đi không được, đi với hai tường đâu con. Anh hai chạy không có gành. Anh hai mới mua vậy, anh hai chưa biết chạy làm sao nè. Kìa, chìa khóa kìa. Bật lên là chạy lên ga từ từ thôi nha. Ngã đi nghe không. Rồi con thử rồi, thử chạy từ mang dạ đi vô xe, mà leo lên bô xiển, tặng ý hồi. Cho hai tường chạy đi. Chạy đi Di Tường. Chạy từ từ thôi, lên ga từ từ thôi. Anh hai chạy từ từ thôi. Cao quá Di Tường, còn cao sao? Con làm gì Di Tường? Chạy lên ga từ từ thắng rồi. Rồi chạy khúc được rồi, quay về. Quay về ăn cơm. Chạy vô từ xuống dốc coi. Cổ lỏng không chạy được không? Có cần làm gì không? Kêu ba làm cho. Tắt bắt đèn lên gì vậy? Tắt bẻ xuống á. Làm mà gãy luôn giờ này Di Tường. Rồi. Về lo tắm không tắm phái chiếc xe. Chạy hoài nữa giờ chạy mấy quận. Chưa chịu vô nữa. Chạy đàng hoàng, chạy từ thôi nghe, xe mới nghe con. Coi này cô chú, bữa nay trời mưa cái Di Tường mẹ nó mới mua cho nó chiếc xe nè. Cho nó lao kỹ cỡ này. Đi học về mà nó lao vậy đó. Chiếc xe này bóng sao mà dơ nổi với cái bàn tay của nó. Chạy mấy chiếc xe kia thì nó đâu lao thì nó bỏ bù lăng bù hốc đó chứ chiếc xe đạp điện này nó còn kỹ đó nghe. Ba nó mua cho nó đó. Bởi vậy nó kỹ quá mày. Xe này là giờ không kịp với nó nữa. Ướt mấy chút xíu à. Về chưa không tắm rửa gì luôn. Da tắm cho chiếc xe trước. Lao mình mẩy khô chiếc xe trước. Không biết tích lực mình. Hôm nay cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của The. Video của The xin được khép lại tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye và hẹn lại video sau.